chào mừng các bạn đến với chương trình thủ thuật photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần tại zing tv và mình là thùy uyên các bạn hãy chia sẻ thắc mắc những vấn đề về photoshop qua email thùy uyên a thùy uyên info mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn xử lý cho các bạn ở những số tiếp theo của chương trình truy cập tại tv zing vn hoặc thùy uyên info để xem thêm hướng dẫn một số thủ thuật photoshop phong phú và đa dạng khác ở bài hướng dẫn biến hình thành tranh vẽ truyện tranh lần trước của mình mình đã sử dụng smart object để làm ra tấm hình đó thì sau cái bài hướng dẫn đó có một số bạn liên lạc với mình để hỏi về smart object và có nhiều bạn nói là cái đó chỉ sử dụng được trong trường hợp là máy cấu hình phải mạnh còn nếu mà cấu hình yếu thì có thể là không sử dụng được vì nó rất là nặng. Thì với vấn đề này thì mình thấy là khi mà các bạn đã làm về đồ họa thì các bạn xác định được là mình phải có một cái máy cấu hình tương đối ổn để có thể chạy các chương trình đồ họa và mình cảm thấy là cái smart object này nó rất là có ích nên nếu mà bạn làm việc mà không sử dụng đến nó thì có lẽ là hơi thiệt thòi và hơi bất lợi trong công việc một xíu thì hôm nay với cái bài hướng dẫn này mình sẽ nói cho các bạn một số cái lợi ích khi sử dụng smart object đầu tiên thì ở đây mình có hai cái layer này bây giờ với cái layer bên trái mình sẽ để là hình mặc định nghĩa là hình gốc nguyên thủy của nó luôn còn cái layer bên phải này mình sẽ biến nó thành smart object để mình so sánh cho các bạn hai cái được dễ hơn thì cái cách để chuyển một hình thành smart object đó là các bạn click phải chuột vào trong cái layer của nó rồi sau đó chọn vào convert to smart object thì lúc này các bạn nhìn thấy là ở cái layer của mình là ngay góc ở dưới bên phải nó sẽ có một cái icon ở đây thì nghĩa là những cái layer nào có cái icon này là layer đó là smart object. Ở đây mình có thể uh, chọn cái thumbnail lớn cho các bạn dễ nhìn ha. Đây với cái icon bên phải ở dưới này thì layer này là smart object, còn layer mà không có cái icon đó thì nghĩa là một cái layer bình thường thôi. Bây giờ với cái layer bình thường này, nếu mà các bạn Ctrl T để transform thì có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình scale nó mình scale nó lại nhỏ như thế này Enter Rồi nếu bây giờ mình phóng to nó lên lại như cũ thì các bạn thấy là cái hình nó sẽ bị bể đây cái hình nó bị bể nó rất là nhòe hai cái chất lượng hình khác nhau hoàn toàn các bạn có thể so sánh hình bên trái và hình bên phải rồi bây giờ ví dụ như mình sử dụng cái layer smart object là cái layer bên phải này mình scale nhỏ nó lại. Cũng enter. Rồi bây giờ mình phóng to nó lên lại. Thì các bạn thấy là khi mà mình đã scale nhỏ nó và bây giờ mình scale bự nó lên lại bình thường thì cái chất lượng hình nó vẫn giữ nguyên nó không có bị bể như ở bên này. Và các bạn cũng có thể phóng to nó hơn cái mức bình thường cũng được luôn Có nghĩa là bây giờ với cái này Mình phóng to nó lên Thì các bạn thấy là Cái chất lượng hình Nó vẫn được giữ nguyên Đây con mắt vẫn rất là nét này Không hề bị nhòe luôn Thì đây là một cái lợi ích đầu tiên Trong việc sử dụng Smart Object Một cái lợi ích thứ hai nữa Là bây giờ ví dụ như Mình có cái hình này Mình cũng Ctrl T Strain Form Rồi mình uh, scale hoặc là distort là để chuyển đổi cái hình. Mình lấy ví dụ như mình làm nó xéo như thế này ha. Thì bây giờ nếu mà cái hình này các bạn đã chuyển nó thành xéo như vậy rồi thì các bạn không thể nào thay đổi một cái hình khác vô cái vị trí này được. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình muốn lấy một cái shape hình như thế này nhưng mà mình thay cái hình khác vào đây thì không được. Bắt buộc các bạn phải dùng một cái hình khác và lại tiếp tục scale rồi distort nó bình thường giống như là lặp lại cái bước đó chứ không không có sử dụng lại cái bước mình đã làm được. Còn đây ví dụ như là với cái hình này mình cũng Ctrl T rồi mình chọn là distort rồi bây giờ mình kéo một chiều nào đó ví dụ như vậy. Mình đưa nó về cái hình như thế này. Mình lấy ví dụ thôi. Thì bây giờ mình enter. Khi mà mình đã có được một cái hình như thế này rồi, nếu mà các bạn muốn thay một cái hình khác vào trong cái xếp mà cái vị trí mà mình mới tạo đây thì các bạn chỉ việc double click vào trong cái layer thumbnail của cái hình đó tự động nó sẽ mở ra cho các bạn thêm một cái tab nữa thêm một cái tab nữa ở đây là cái file này là cái file gốc của mình thì bây giờ mình lấy ví dụ như cái hình này à, mình đổi màu đi cho nhanh ha các bạn có thể thay một cái hình khác vào cũng được hoặc là các bạn chỉnh sửa gì đó trong cái hình này rồi mình lấy ví dụ như là mình thay đổi cái khăn hay là cái áo gì đó Đổi màu cái này. ok, à, mình nhấn ctrl s để save nó lại. thì lúc này các bạn bách về cái hình bên này. các bạn thấy là cái hình của mình nó đã thay đổi rồi nhưng mà cái cái hình dáng cái shape của nó vẫn giữ nguyên. nghĩa là các bạn có thể chỉnh sửa transform cái hình này bất kỳ một cái hình dáng nào và các bạn vẫn có thể edit nó một cách dễ dàng. ví dụ như bên này mình gõ thêm chữ vào cũng được nữa. Nghĩa là các bạn có thể làm bất cứ cái gì ở trong cái hình này Mình lấy ví dụ như vậy Ctrl S, Save nó lại Thì khi mà back về bên này Mặc định nó cũng sẽ có cái thay đổi đó của mình luôn Còn với cái hình mà không phải Smart Object này Thì các bạn không thể nào mà thêm cái gì vào Hoặc là thay đổi cái hình khác ở trong này được Rồi bây giờ ví dụ như là với cái này mà mình muốn thay đổi một cái hình khác vào thì các bạn cũng có thể place một cái hình khác vào trong này ở ở trong cái file mà hồi nãy đó. Các bạn vẫn có thể chọn một cái file khác các bạn đưa vô đây. Rồi ví dụ như vậy. Mình cũng control S save nó lại ha. Khi mấy bạn back về đây các bạn thấy là cái hình của mình nó đã thay đổi rồi chứ không có còn là cái hình hồi nãy nữa. Và một cái cách thứ hai để các bạn có thể đổi content đó là với cái layer này, các bạn chọn vào cái layer này, các bạn vào trong menu layer chọn vào smart object. Có một cái lệnh là replace content. Rồi với cái replace content này thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái hình nào các bạn đưa vô. Rồi ví dụ như hình này đi ha place vào là các bạn thấy là cái container nó thay đổi rồi rất là nhanh không cần phải mở qua cái bảng bên này nữa rồi các bạn muốn chỉnh sửa cái này thì lại tiếp tục là double click vào trong cái layer này để nó mở cái hình của mình lên còn một cái lợi ích thứ hai đó là mình đưa cái này về ban đầu cho dễ ha bây giờ ví dụ như là mình có cái hình này mà mình scale nhỏ nó lại như vậy mình copy ra nhiều cái layer khác nhau. Ví dụ như vậy ha. Thì bây giờ khi mà mình double click vào một trong ba cái layer này để mình thay đổi nó. Khi mình Ctrl S mình save nó lại thì các bạn sẽ thấy là ở bên cái hình này cả ba cái layer nó đều thay đổi luôn chứ không phải là chỉ thay đổi một cái hình đó thôi. Có nghĩa là khi mà các bạn đã sử dụng cái hình này cho bất kỳ một cái vị trí nào ở trong cái thiết kế của mình có thể là cái này các bạn sử dụng nó bằng một cái hình dáng khác ha ví dụ ví dụ mình lấy ví dụ như vậy còn cái hình bên này mình cũng thay đổi mình lấy ví dụ thôi mình làm thử thôi hình này cũng vậy mình cũng thay đổi nó rồi với bất kỳ một cái hình dáng nào trong cái thiết kế này các bạn chỉ có việc chỉnh sửa ở bên cái ở bên cái hình này cái cái file mà hồi nãy mình double click vào đó. Rồi ví dụ như vậy ha. Nghĩa là mình thay đổi một cái gì đó ở trong cái file này, mình cần Ctrl S mình save nó lại. Thì ở bên này cả ba cái hình nó đều thay đổi luôn. Nghĩa là các bạn sử dụng rất là nhanh ở trong cái trường hợp này rồi một cái lợi ích tiếp theo là giống trong cái bài hướng dẫn biến hình thành tranh vẽ hôm bữa ở đây ví dụ như là mình có cái hình này mà mình chuyển nó thành smart object click phải chuột chọn convert to smart object ở đây khi mà các bạn chuyển nó thành smart object rồi mà các bạn vào menu filter chọn bất kỳ một cái filter nào ở trong này có thể là blur hoặc là một cái filter nào đó thì ở đây các bạn thấy là khi mà các bạn blur cho nó nhòe đi ok thì nếu mà các bạn không cần thành Smart Object thì lúc mà cái hiệu ứng Blur này nó sẽ ép trực tiếp vào hình luôn. Có nghĩa là các bạn không thể nào chỉnh sửa lại cái thông số của cái hiệu ứng đó được. Còn nếu mà với cái hình Smart Object này thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái Smart Filter ở đây. Với cái Smart Filter này nó cho mình chỉnh sửa lại cái filter của mình. Các bạn chỉ việc double click vào trong cái filter là Gaussian Blur ở đây thì nó hiện lên cái bạn Blur cho các bạn chỉnh sửa thông số lại. ok rồi nếu mà các bạn muốn tạo một cái filter khác ví dụ như là mình add noise nữa. đây ví dụ như mình add noise này vào thì các bạn thấy là uh, với cái hình này ok có noise thì lúc này cái filter nó lại nằm ở trong cái list ở đây nó giống như là cái blending option vậy cái layer style vậy thì cái này nó là của cái smart object thì bây giờ với cái filter này các bạn có thể nhấn vào cái con mắt ẩn hiện từng cái filter của nó đi Các bạn thích cái filter nào thì lấy còn không thì lại ẩn hiện nó đi để cân chỉnh lại Còn thấy bị dư quá hoặc là thiếu quá thì lại double click vào để chỉnh sửa nó Đồng thời với cái smart filter nó có cho mình một cái mask ở đây Thì giống như là layer mask thay vì cái layer mask của mình là nó nằm ở trên cái layer của mình nó che đi Che cái layer hiện hành để nó hiển thị cái layer bên dưới thì với cái Smart Filter này, cái mask của nó cũng giống như là cái layer mask vậy nhưng mà nó sẽ che cái hiệu ứng đi có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình lấy một cái brush mình tô vào trong cái smart filter này một cái màu đen các bạn sẽ thấy là nó giống như là layer mask nó sẽ lấy lại những cái phần mà mình tô màu đen đó còn những cái phần xung quanh ở bên ngoài thì nó sẽ ép cái hiệu ứng nó vào đây vì mình lấy lại cái khuôn mặt như thế này. Với cái Smart Filter này rất là tiện cho công việc của các bạn lần khi mà mình không có sợ bị kinh chỉnh thông số sai hoặc là mình có thể test thử nhiều cái filter khác nhau ở trong này cũng được, không sao cả. Mình cứ thích cái nào thì mình hiện nó ra, còn không thì mình ẩn nó đi thôi. Với một cái lợi ích tiếp theo nữa là các bạn có thể làm việc vector ở trên photoshop này song song với lại uh, Illustrator ha ví dụ mình có một cái file uh, mình tạo một cái file mới như này mình place vào cho nó một cái uh, vector ví dụ mình place một cái hình vector vào trong cái file photoshop này thì đây là hình vector các bạn có thể double click vào trong cái layer thumbnail thì tự động nó sẽ mở ra bằng uh, AI bằng Illustrator thì trong này các bạn có thể thay đổi bất kỳ một cái gì ở trong này ví dụ là bỏ bầu trời đi nè rồi Ctrl S save nó lại thì ở bên Photoshop nó cũng sẽ thay đổi luôn nghĩa là nó cũng bỏ cái bầu trời đó đi luôn thì với cái Smart Object này mình có thể sử dụng song song Photoshop và Illustrator rất là tiện và rất là nhanh ở trong cái trường hợp này một cái nữa là cái Smart Object này rất là hay sử dụng trong các mockup Có nghĩa là ví dụ ở đây mình có một cái mockup là nêm kẹt Nếu mà các bạn design nêm kẹt cho mình hoặc là cho khách hàng mà gửi một cái file design đó thì nhìn nó không được đẹp và không được chuyên nghiệp cho lắm Thì thường là mọi người sẽ sử dụng một cái mockup là một cái hình nào đó để chèn cái thiết kế của mình vào nhìn cho nó có phối cảnh, nhìn cho nó thực tế và nhìn chuyên nghiệp hơn Thì thường là nêm kẹt hoặc là web design hoặc là mấy cái album hay là tạp chí gì đó, tất cả mọi cái hầu như là đều có cấp hết thì các bạn có thể search những cái này ở trên mạng để download rất là nhiều Ví dụ như là với cái Smart Object là nêm kẹt này ở đây mình muốn thay đổi Ví dụ như là với cái file Smart Object này mình double click vào nó hiện ra cái thiết kế thì với cái thiết kế này lúc này mình sẽ place cái hình của mình vào ở trong này thì ở đây tại vì mình không có sẵn những cái nêm kẹt đó thì mình có thể sử dụng một cái hình nào đó bất kỳ hoặc là mình gõ chữ vào cũng được Nghĩa là mình có thể thay đổi bất kỳ một cái gì ở trên cái thiết kế này đều được hết. Rồi save nó lại. Thì ở bên này, cái này nó cũng thay đổi luôn. Thì các bạn thấy là đây là cách để mình có thể thay đổi một cái thiết kế, đưa thiết kế của mình vào trong mockup dễ dàng. Rồi với cái ở trên này cũng vậy Tại vì cái file mockup này người ta làm Cái này là hai cái riêng biệt chứ họ không có sử dụng Giống như mình hồi nãy là copy ra Cho nên khi mà các bạn Như thế này các bạn sẽ phải Replace hai lần Có nghĩa là vô đây rồi lại copy cái này Đưa qua ha Rồi Ctrl S Save nó lại Thì bên này nó cũng thay đổi luôn Thì đó là cái cách mà Họ sử dụng trong cái mockup của họ. Thì với mình là một design web với lại app mobile. Thì mình rất là hay sử dụng cái này để mình làm mấy cái màn hình ở trong cái điện thoại hoặc là tablet để nó nhìn cho nó thực tế. Và nhìn cái thiết kế của mình nó cũng đẹp và chuyên nghiệp hơn. Mình hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Nếu các bạn thích những hướng dẫn của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.